Rồi, xin chào quý anh chị và bạn trở lại với chân uh, Đồng xe hơi uh, nhiều bác hỏi em thì giá uh, xe city như nào uh, lịch xe về như nào uh, anh hỏi hay phải chờ quá uh, thì thời điểm này đang là giữa tháng 10 rồi uh, thời điểm cuối năm thì lượng xe khá là dồi dào uh, trước tháng 12 dương thì cũng xe khá là dồi dào và khuyến mại đang rất là tốt uh, nếu như các anh chị đang tham khảo một thời gian rồi chúng ta thể thấy là từ ngâu ra thì honda city đang, đang giữ cái mức khuyến mại gần như là tương đương với các tháng. À, hiện nay thì tổng giá trị khuyến mại có thể lên đến vào khoảng 60 đến 65 triệu đồng. Tuy nhiên thì anh chị lưu ý giúp em, khuyến mại tiền mặt chúng ta sẽ dao động là 20 đến 25 triệu đồng và khuyến mại phụ kiện dao động từ 30 đến 40 triệu đồng tiền phụ kiện. À, phụ kiện thì bên em sẽ không quy đổi tương đương về tiền mặt được nhé Rất nhiều anh chị hỏi cái vấn đề này. Vậy thì làm sao để cân đối giữa mức giảm tiền mặt và lựa chọn phụ kiện như nào một cách hợp lý nhất thì Chắc là anh chị vui lòng liên hệ trực tiếp qua hotline và đặt lịch hẹn để chúng ta được lái thử, tư vấn và bên em uh, hỗ trợ làm sao tốt nhất để mình lựa chọn mua xe một cách hợp lý nhé, cân đối tài chính. À, với mức giảm khoảng 20-25 triệu đồng cho cả 3 phiên bản và những cái đầu xe đang bán hiện nay thì uh, với phiên bản GRS, phiên bản cao cấp nhất, mức giá như biết là 599 triệu đồng, nhá, uh, chúng ta lăn bánh tại Bắc Ninh sẽ dao động là khoảng 635 đến 640 triệu đồng. mức giá lăn bánh dự kiến nhé quý anh chị. Tùy vào thời gian lấy xe, tùy vào hộ khẩu của mình thì bên em sẽ bấm cái mức giá và báo giá một cách chi tiết và sát nhất tại thời điểm mà anh chị gọi điện đến để tư vấn. Với phiên bản 1.5L thì uh, mức giá sẽ dao động vào khoảng hơn 600 một chút. Uh, hai phiên bản này là hai phiên bản bán chạy nhất và thật sự là như mình có nhu cầu thì uh, nên mua uh, phiên bản RS giúp em. Uh, đây là phiên bản bán chính và bán chủ đạo tại thị trường hiện nay khi mà nó đã trang bị đầy đủ như là ghế da và thật sự nó đẹp hơn rất là nhiều về mặt ngoại thất. Uh, trả góp hiện tại thì uh, với Honda City chúng ta chỉ cần chuẩn bị từ 160 đến 200 triệu đồng là có xe lăn bánh trả góp trên đường. Tuy nhiên thì trong thời điểm dịch bệnh như này, cái mức vay hợp lý sẽ dao động vào khoảng 50-60%, tức là tương đương từ 300 đến 350 triệu đồng hàng tháng mình sẽ trả dao động vào từ 8 triệu đến 8 triệu rưỡi, giảm dần theo thời gian nhé. ở Quy trình hỗ trợ thủ tục trả góp thì bên em sẽ gần như là sẽ hỗ trợ toàn bộ về mặt giấy tờ, lựa chọn ngân hàng và Đăng ký, đăng kiểm, bấm biển theo xe à, Việc chờ đợi Thì sẽ ra động vào khoảng 3 đến 4 ngày Không tính ngày nghỉ Là mình có thể nhận xe rồi nhé à, Mức giá Lăn bánh dự kiến Hay chương trình khuyến mại Thì mình vui lòng bốc máy liên hệ giúp em Tóm lại thì Trong tháng này honda city vẫn giảm 25 triệu tiền mặt Và tặng kèm vào khoảng 30 đến 40 triệu đồng phụ kiện Tùy chọn theo xe à, Làm sao để lựa chọn được cái khuyến mại tốt nhất thì mình alo liên hệ giúp em nhé bên em có sẵn xe lái thử của các đầu xe đó về Honda City thì em cũng review khá nhiều rồi thường thì những video này em làm về giá và cập nhật cho anh chị thôi rồi xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.